Đấy là bữa ăn đầu tiên ở về khi về nhà nhé. Cho nên là ông bà và mọi người cứ an tâm. À, con sẽ nấu những món ăn rất là ngon cho vợ con ăn. Chứ không phải là như ông bà nghĩ, không biết về có nấu được không. Không biết là ăn uống như thế nào. Sợ không nấu cho vợ, cho ăn vợ ăn lung tung. Nhưng mà con sẽ gọi là xem trên mạng có những cái món nào mà nó hợp với những bà đẻ đấy thì con sẽ cho vợ ăn. Nhưng không ăn lung tung như là trước là ăn mất sữa đấy. Bây giờ vợ mình vào trong trước, xong rồi tí nữa thì mình vào sau các bạn. Nếu như mà có thể quay phim được thì mình sẽ quay phim, không mình chụp ảnh cho các bạn xem. Anh cũng khó. Như vậy là hôm nay là buổi cuối cùng là vợ mình ở bệnh viện này đấy, vào lúc 9:30, 9:30 là vợ mình sẽ xuất viện. Tiền không về luôn. Xuống từ mấy đồng tiền? 16 đồng tiền. Hôm nay thì thực sự là mấy ngày ở viện này thì được có bố người Hàn ấy, thì tí nữa bố đến bố trả tiền viện phí luôn. Coi mình không mất gì cả. Trả con gái đúng rồi. Trách nhiệm của ông bố lắm tiền. ông ngoại phải nói là ông rất là quan tâm chăm sóc, gần như là ngày nào cũng gọi điện ông Ngày mấy hỏi cuộc han ngày mấy cuộc. sáng rồi trưa rồi tối rồi trước khi đi ngủ ngoại có đau không, bố gọi có đau không, tôi là số 5 có đấy không, vợ chồng con về cho lo cho Bảo ăn uống đi học không không chịu ngủ, sẽ bảo có đau rồi gọi nó tiếng tê rồi mà mai là viện đồng đầu nữa. ông lại đến đóng tiền viện phí luôn. Mình bảo là con chuẩn bị hết đủ tiền rồi nhưng mà ông không chịu, ông bảo là tao trả tiền cho con gái tao. Thế thì không biết làm sao giờ, mình cũng muốn, mình thực ra mình ngại không, mình không muốn gọi là có cái ý là Đấy không phải lợi lợi dụng, dụng, đấy không phải lợi dụng. không phải sự lợi dụng, nhưng mà ông bảo đây là trả tiền cho con gái tao thì là không phải lo. Đấy. Thực ra mình rất là ngại không. Tôi chấp nhận thôi, bố thì được cái là bố có tiền thì bố cứ thanh toán cho Sao mà già con nuôi lại bố? con được. Chẳng biết giá người không, nhưng đại loại là trước mắt thì như thế thì mình cảm ơn ông rất nhiều. Cảm giác rất là trống trải các Như chúng bạn. ta Hôm nay là xuất viện rồi, nhưng mà thường thường thì người ta xuất viện ấy thì phải có con đi về cùng, sinh sinh con thì phải sinh con thì phải đưa con đi về cùng không, nhưng mà xuất viện là hai vợ chồng như kiểu đi nhà nghỉ về. kiếp chồng Nói cũng nhà nghỉ. rằng thì đi nghỉ dưỡng về đó. Thế thì vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay thì mình sẽ phải đến bệnh viện khác, bệnh viện đó là bệnh viện Xuân Trân Hang ở Trân An để làm thủ tục. Nếu như mà con mình mà khỏe mạnh rồi ấy, thì nó sẽ làm thủ tục ra ngoài, sẽ về nhà. Còn không thì vào lúc 3 giờ chiều nay thì mình phải đến đấy mình thăm em bé, và em bé sẽ phải ở lại bệnh viện một vài ngày nữa thì mới có thể xuất viện được. Thì như lúc trước mình đã nói về vấn đề là em bé ấy, do là khi sinh ra bị sặc nước ối vào phổi này. Thế bác sĩ người ta nói thế là sặc nước ối vào phổi, thế cho nên là cái hơi thở của em là rất là nhanh. Bởi vậy là em cần phải điều trị ở một cái bệnh viện phụ sản này thì người ta không chỉ quan tâm đến sinh nở thôi, còn cái vấn đề mà bị như thế thì phải sang một bệnh viện khác. Bởi vậy là em bé đã sang bệnh viện kia đến từ hôm sinh đến bây giờ. Đấy, thì vợ mình cũng chưa có thời gian, chưa được nhìn em Chưa bé, gọi là gặp có cái lúc mình hôn mê bất tỉnh là cái gì lúc hôn nhưng lúc mà lúc hôn mê, gọi là mới sinh xong xong thì vợ mình thì người ta đưa em bé vào thì vợ mình cũng gọi là nhìn biết gì nhìn tí đâu không hình dung được em bé như thế nào cả, nhìn có video. chỉ nhìn qua những gì mình ghi lại thôi. Cho nên là 3 giờ chiều nay thì hai vợ chồng mình sẽ vào đấy, thì hy vọng là người ta sẽ cho thăm. Hôm qua mình cũng
mang thuốc sang cho em bé. Em được thăm thử con về không? Nhưng mà người ta không cho vào. Ở ngày mai mới đến thì người ta sẽ cho vào. Thì hy vọng là sẽ được thăm em bé, mà không biết em bé như thế nào. Mình sẽ quay em bé cho các bạn xem. Đấy, thì bây giờ là 9 giờ 15 rồi, còn 15 phút nữa là thanh toán tiền viện tất cả các loại. Đi đây này, đồ đạc. Đồ đạc chuẩn bị lên đường. Chỉ có thế này các bạn. Thì quà của bệnh viện hôm qua mình mang về rồi, một ba lô quần áo, chăn các loại, cái chăn màn các loại cho em bé. Thì nói chung là cũng mang về đầy đủ rồi. Tí còn cái này thì tí nữa thì trả phòng, cái thẻ phòng này. Để phòng hay là mang chỗ dưới? Thế để phòng này mình. Đấy. Còn cái cốc nó để lên gì? Ui, nhà anh vô mà cầm cái bền vô gì đó để bỏ hết. Nhà anh cũng lên vô để đi đâu nhà mấy cái nữa mà. Đợt đấy ở chùa được tặng quà. Nước này. Nước cầm về uống. Cầm về uống. Nhà mẹ nước. Nhưng mà mình thích nước lên xe uống. Ăn cơm chưa bạn? Ăn cơm đồng uống thuốc rồi. Thôi chứ trời ơi. Uống thuốc đi. Hôm nay thì mình xuất viện. Ngày mai thì lại phải quay bệnh viện này để tháo chỉ là xong rồi, không còn liên quan bệnh viện này nữa. Thực ra ở bệnh viện này nó khắt khe quá, để người ta không cho ai vào cả, chỉ mỗi mình vào, hai vợ chồng chăm sóc một thêm một người, nghĩa là nếu như mà có một người vào thì là mình lại phải ra ngoài hành lang kia mình ngồi chờ đấy. Đấy, xong bắt đầu là khi người bên trong nói chuyện xong thì ra ngoài thì mình mới để được vào, không có nghĩa là không được ba người ở trong phòng này, nên lập ra là mình cũng có nhiều bất tiện. Nói chung là ở bệnh viện này mình cảm thấy người ta khắt khe quá, đôi khi cũng không phải là cái hay. Thực ra mình không thích ở bệnh viện này lắm. À, như vậy là mình đã xuất viện các bạn. Thì lúc vừa rồi thì ông gọi vào trong bệnh viện, thế ông tính tiền luôn, tìm bảo xem hóa đơn bao nhiêu, nhưng mà ông không muốn cho chúng biết đâu. Nhưng mình nhìn thấy là tổng cộng tất cả là hơn 1.500.000. Đấy, hơn 1.500.000. Chỗ dưới thì tương đương với tổng khoảng độ là 30 triệu Việt Nam vậy đó. Là ở trong vòng có từ thứ 6 đến thứ 4 thì cứ gọi là một tuần. 5 ngày là 30 triệu các bạn. Sáng buổi sáng ông đến tính tiền ông đi về luôn. Không có cái gì cả. Ra gì? Ra sau bây giờ đang ấy. Ra sao đó. Thì cũng chẳng biết như thế nào cả. Nói chung là cảm ơn ông rất là nhiều. Lúc đấy thì bệnh không xuống thanh toán, thì bệnh viện nó cắt khe, thì ra mình không quay cho bạn xem được. Là cái thì ba cái bác sĩ mình ta, thì bốn xem video này. Vậy là mình đã đưa vợ về nhà các bạn. Về cái nhà phát là các bạn gì đây? Từng đây hóa đơn chờ vợ giải quyết. Rất là nhiều tiền luôn. Mẹ mấy nít rồi. Chưa về nhà đã đi từ bệnh viện về nhà đã mấy trăm rồi. 2.5 cái này 4 gần 5 lít các bạn. Gần 500 gần 10 triệu tiền hóa đơn. Đấy. Mới về nhà thì tiền đã ra. Mới về nhà. Đấy thì vừa rồi thì mẹ nuôi ở bên đây thì có gọi bảo là em bé thì phải tuần sau thì mới có thể về được. Thì hôm nay thì chỉ nên gặp thôi. Thì tổng đọc xem nào. Hôm nay thứ 5, 6, thứ 7, cô chủ là nhật, đâu mẹ nhỉ? Thứ 2. 5 ngày nữa thì mới về. Nó làm hơn tuần. Đó. Nhưng mà ấy rồi, khỏe rút hết. Nói chung là em bé giờ khỏe mạnh rồi. Nhưng mà chỉ theo dõi cho nó chuẩn chăm mấy năm cho về, nó sợ về làm sao. Đấy các bạn nhìn này, đi để về nhà mang tiếng là xuất viện mà không thích con đâu cả. Chẳng
chẳng lấy con đâu về. Gửi như mình đi chơi đi. Mỗi người không về nhà đấy các bạn. Gửi như không phải đi mổ đẻ mà đi mổ nó thừa hay sao. Đấy. Công việc tiếp theo của mình đó là đi vào bếp nấu cho bọn ăn. Thì bữa đầu tiên bố bí ở nhà trong bố bí. Không nhiều. Nó có một hộp một bác sứ bí thì không có nhiều. À, không có riêng thì mình mua cả. Bao nhiêu không? Có rẻ chục nghìn. Bây giờ thì bắt đầu là mình vào bếp để nấu ăn cho vợ mình. Một bữa ăn đầu tiên ở nhà xem có ra sao nhé. Các bạn hãy theo dõi mình. Xong bữa cơm cho vợ mình rồi. Bây giờ là vợ mình đang rất là mệt, ngủ ở trong đây. Nên giờ mình gọi cho vợ mình dậy. Đây. Rồi. Ngủ 5 phút rồi. Hả? Ngủ 5 phút rồi. 5 phút gì? Sao ngủ 5 phút? Ngủ 5 phút xong hết rồi. Nhanh. 5 phút rồi. Chồng sắp sẵn rồi, 5 phút gì? Nhanh. 5 phút giải quyết gì? Bây giờ 12 rưỡi rồi nhanh. Nhanh. 12 rưỡi giờ ăn cơm đúng giờ. Đấy. Đấy. Mấy hôm ở bệnh viện thì không đau không ngủ đâu. Thế về nhà được rất ngủ ngon. Đấy. Nên là xin ngủ 5 phút nữa. Ngủ 5 phút nữa. Ngủ 5 phút nữa thôi. Dậy cẩn trương. Thôi đủ 5 phút rồi. Nhanh. Hai. Nhanh. Chồng sắp sẵn rồi, ông đang nguội. Đây. Ông đang nguội cơm ấy à? Gật 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 này, chết dở. Nấu sẵn rồi nhưng mà lại không kiểu về nhà là nó dở cho đấy. Ăn cơm, ăn nước là nó không đúng giờ vì vậy. Cứ ngủ nghỉ tự do. Nó không như bệnh viện thì cứ mang cơm vào bắt buộc ăn. Đang ngủ cũng dậy phải ăn đây. À. Chờ 5 phút nữa xem như nào. Cơ lên nước không? Đó, vì đã sắp sẵn đồ cho vào ăn rồi. Thôi rồi đi. Ngồi đi, thôi. Đây. Nước đây. Đó, đây là bữa cơm đơn giản khi về nhà đấy. Ông bà cứ sợ rằng là về không biết có nấu có ngon không, không biết có ăn hay ăn lung tung, nấu nhiều thứ. Đây, mình nấu ở đây là có sườn xào, sườn diêm nhá, có trứng rán này, súp lơ luộc này, đây là bí ninh với xương, bí ninh xương. Chào anh chồng. Ngon không? Chắc chắn là sẽ ngon hơn bệnh viện rất nhiều. Mình nấu thì nói chung nó sẽ đậm hơn một chút. Bệnh viện thì nó nấu nhạt. Người ta nấu nhạt. Mỗi hôm thì mình chỉ cho ăn như này thôi. Không cho ăn nhiều. Một bát cơm như kia. Và thức ăn như này. Nói chung này là quá nhiều, không phải là nhìn là ít nữa. Nó cũng vãi. Nó vãi đấy. Hay là mấy ông nhà đi được nhiều không? Không biết. Dạ, đến sớm. À, đến sớm thì... Bao giờ không để nó ra mình. Đấy, sườn ngon chưa? Có đậm vị không? Đấy, mỗi hôm thay đổi một chút.
cái khẩu vị, mình sẽ nấu khác một chút. Hôm nay thì mình sẽ không nấu canh rong biển, mà có cái canh bí này thì sẽ ăn canh bí, và nấu đến chiều luôn, ăn đến chiều ngày mai canh khác. Đó, đấy là bữa ăn đầu tiên ở về khi về nhà nhé. Cho nên là ông bà và mọi người cứ an tâm, con sẽ nấu những món ăn rất là ngon cho vợ con ăn, không phải là như ông bà nghĩ, không biết về con nấu không, không biết là ăn uống như thế nào, sợ không nấu cho vợ, cho ăn vợ ăn lung tung. Nhưng mà con sẽ gọi là xem trên mạng có những cái món nào mà nó hợp với những bà đẻ đấy thì con sẽ cho vợ ăn, nhưng không ăn lung tung như là trước ăn mất sữa đâu. Đó. Ngày trước ăn nó đốt rồi mất sữa. Chị ơi, chúc, chào các bạn. Chào các bạn. Chào ít xô mà nè. Ok. Xuân chân hàng tê. Hấp chỗ. Quay chụp nó gì? Cái trăm con. Giờ con bé thì bắt buộc phải mặc cái bộ đồ như này, hay bộ đồ để chống chống khuẩn cái này, đeo găng tay thì dính được vào. Bây giờ vợ mình vào trong trong trước, sau một tí nữa thì mình vào sau cũng vậy. À, nếu như mà có thể quay phim được thì mình cứ quay phim, không mình cũng phải cho bạn xem các bạn nhé. Thầy cứ khó hôm nay thì mình cứ mải mê gọi là đi bệnh viện, vào ra vào bệnh viện quên mất cả ngày sinh nhật các bạn. Cuối cùng thằng em nó nhớ ra, nó nhắn tin hôm nay sinh nhật anh mà em cũng là ngày sinh nhật, tại anh chuẩn bị đâu rồi thế mới biết là ngày sinh nhật đấy. Đấy thì nói chung là vợ mình mới mua đây. Cái bánh nó nhỏ nhỏ là mừng chúc mừng sinh nhật cho mình đứng ngồi đấy đâu nào. Ok, nó đây ok, con nhỏ không nó không sao cả. Happy birthday to you. Hát theo bài này. Thôi, hát cùng rồi được rồi. Rồi, xong rồi còn đi rồi, bố thổi đi. Cầu số của cả ba tất cả. Nó sẽ cả. Xin chúc cả hâm đi ta. Apa kata? Boleh. Dah. So, apa dia pilih kok?
nào. Okay. Ana tôi giết phụ. Ôi giời. Ok, ok. Để mất thôi.